Này là dì chú của cô. Có người theo sau. Ôi, mạng điện thoại của tôi. Đi thôi nào, đi thôi. Ngay cả khi cô đến cầu xin tôi cũng sẽ không cho cô một cơ hội thứ hai. Hãy ở lại với thú cưng của cô đi. Làm thế nào mà thay đổi nhanh như vậy? Sau ra đánh mày hết. Giờ mày hết đành để ai chơi ăn ngủ sao? Đi nào, ra khỏi đây thôi. Còn những chai này, chúng không đáng để lãng phí. Được rồi, thư giãn đi, anh sẽ thanh toán chúng, đi nào. Hai đứa nó ra đi đâu? Sau ra. Sao? Sau ra đang ngoài một mình. Đúng. Điều này có nghĩa là Hachi và Mihet sẽ đi cùng nhau. Không sao đâu Mihet. Làm ơn. Bình tĩnh đi. Kia rồi, họ ra rồi. Cuộc sống đôi khi dạy cho chúng ta một bài học. Thật bất ngờ, hãy chấp nhận nó. Tôi sẽ không tha thứ cho con bé đâu. Kanta, tại sao lại tức giận? Mẹ hết chỉ đang diễn thôi. Và tôi thấy con bé thật dễ thương. Tại sao phải tức giận với nó? Tôi biết. Nếu không giờ này tôi đã ra tay đánh cho hai chị một trận rồi. Ôi nhìn kìa, mụ phù thủy cũng ở đây. Ai chứ? Nikita. Điều này có nghĩa cô ta đã nghi ngờ rồi. Ôi không, chúng ta phải làm gì? Đừng làm gì hết, hãy gọi cho sâu ra. Chúng ta sẽ nói với thằng bé rằng Nikita đang theo dõi họ và rằng cô ta đã nghi ngờ rồi. Xin chào, sâu ra, nghe đi, Nikita đang theo dõi hai đứa. Gì? Cô ta đã theo dõi hai đứa từ trong nhà hàng ra. Mẹ ơi, hãy đánh lạc hướng cô ta. Làm bất cứ điều gì mẹ muốn, nhưng hãy đưa Nikita rời xa Hachi và mẹ hết ra. Làm ơn đi mẹ, hãy giúp chúng con chuyện này. Đừng để cô ta can thiệp vào. Được rồi, mẹ sẽ cố gắng. Chúng ta sẽ xử lý nó. Con đừng lo lắng. Thằng bé nói gì? Nó nói chúng ta hãy cố xoay sở. Đừng để Nikita lại gần chúng. Chúng ta sao? Mẹ hết. Xe của anh ở bên kia, đợi anh một chút. Không Hachi, em không thể đi với anh được đâu. Thôi nào, làm thế nào em có thể về nhà trong tình trạng này? Nghe anh đi, anh sẽ đưa em về nhà. Không Hachi, em sẽ gọi taxi. Mọi người sẽ nói gì khi nhìn thấy chúng ta cùng nhau chứ? Mọi người luôn luôn buôn chuyện và chúng ta không thể làm được gì. Vậy tại sao phải quan tâm đến họ chứ? Đi với anh, anh sẽ đưa em về nhà, không sao hết. Nhưng Hachi, em sẽ không để mọi người phán xét anh đâu. Một mình em đã đủ rồi. Em sẽ về một mình. Tại sao tên ngốc này lại không đề nghị đi cùng mình trên một chiếc taxi? Mình sẽ phải làm gì đó. Taxi! 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 Này mẹ hết! Anh sẽ đi cùng em. Đi nào, đi nào. Nhưng còn xe của anh. Không sao hết. Anh sẽ quay lại lái nói sao? Đi thôi, chúng ta đi nào. Nhưng... Đi thôi, không sao đâu. Tại sao tên ngốc đó lại lên xe cùng cô ta? Bình tĩnh đi. Không sao đâu mê hết. Mê hết, bình tĩnh đi. Được rồi mê hết, bình tĩnh nào. Sao ra đã phản bội em? Ngài muốn đi đâu thưa ngài? Khởi động xe trước đi, tôi sẽ chỉ anh nơi đến. Này, chúng ta sẽ phải ngăn cản cô ta.
Này ông vui lòng hãy đổi xe nhanh lên. Phải suy nghĩ một cái gì đó nhanh chóng. Canta, gì? Tôi có ý này, nói đi. Nhưng cái đó có một chút rủi ro. Không sao hết, chúng ta sẽ thử nó. Nói đi, nghe đi. Thôi nào mê hết, hãy lắng nghe anh. Bình tĩnh, đừng khóc nữa. Anh sẽ cảm thấy tồi tệ khi nhìn thấy em khóc. Anh cảm thấy muốn đốt cháy cả thế giới này. Đừng khóc nữa mê hết. Làm ơn xin em đừng khóc nữa. Anh cảm thấy đau lòng lắm. Ôi A Chê ơi, A Chê, cầm cái này đi. Anh biết gì không A Chê? Em đã phạm một sai lầm rất nghiêm trọng. Em không thể tin rằng em đã bỏ rơi anh chỉ vì kẻ ngốc đó. Em nghĩ rằng em đã phạm sai lầm. Em đã rất sai lầm, A Chê. Xin hãy tha thứ cho em. Cô ấy sẽ bỏ rơi sau ra vì tôi. Tốt. Ôi, ôi, gãy chân tôi rồi. Tôi đau quá. Ôi Chúa ơi, tôi sẽ chết mất. Tất cả kem của tôi cũng đã đổ rồi. Người phụ nữ này chút nữa là giết anh ta rồi. Tôi xin lỗi, đó là sai lầm của tôi. Cô đã lái xe kiểu gì? Mình sẽ không theo dõi được A Chê và mấy hết. Ai sẽ bù đắp cho những tổn thất của tôi? Cầm lấy nó đủ cho anh và cả xe kem của anh. Cầm lấy. Đừng khóc mẹ hết. Tại sao em phải khóc vì tên khốn đó? Hắn không xứng đáng với em đâu. Nghe đi, anh ở đây rồi mẹ hết. Thưa ông, tôi phải đi theo con đường nào bây giờ? Dừng xe lại. Tôi nói dừng xe lại. Dừng lại đi. Dừng lại. Mẹ hết, anh sẽ đưa em về nhà. Mẹ hết. Mẹ hết. Mẹ hết. Mẹ hết. Mẹ hết. Em đang làm gì? Em bị điên sao? Đúng, em điên A Chê. Em đã điên khi tin tưởng vào tình yêu của Sâu Ra. A Chê, em đã hủy hoại cuộc đời của mình chỉ vì anh ta. Đáng lý ra em nên chọn anh. Tại sao lúc đó lại không ngăn cản em? Và đây là hình phạt của em. Em không muốn sống nữa rồi. Đừng làm vậy mê hết. Em thực sự không muốn sống nữa. Mê hết, nghe đi. Đừng làm vậy. Nghe đi mê hết. Mê hết làm ơn. Mê hết đừng làm vậy. Thư giãn đi mê hết, còn có anh mà. Anh đã ở đây rồi. Không A Chê. Chờ một chút. Ôi không mê hết. Nhìn đây A Chê. Nhìn kỹ đây. Đây là những gì Sâu Ra yêu thích sao? Có gì đặc biệt trong đó mà anh ta lại yêu thích? Em sẽ thử nó để biết có gì ở trong đây. Xin lỗi thưa ông bà. Hai người sẽ tiếp tục tình yêu của mình. Hay là trả tiền cho tôi đây. Của anh đây. Nói gấp đôi số tiền của anh. Nhưng hình như tôi đã gặp anh ở đâu đó rồi. Vậy sao? Tôi không nghĩ là vậy. Nhưng tôi có nghe rằng trên thế giới này sẽ có 5 người giống như nhau. A Chê, lên mái nhà đi. Phong cảnh ở đây thật là đẹp. Nào, em đang cảm thấy thật sự là tốt. Lên đây. Điều gì đang xảy ra? Giữ lấy cái này. Từ giờ tôi sẽ thuê xe của anh. Nhưng hãy để bạn gái của tôi làm những gì cô ấy thích, được chứ? Cầm lấy. Mẹ hết, em đang làm gì ở đây? Này, chơi một chút nhạc đi.
Achi ngu ngốc sẽ không bao giờ nhận ra. Âm mưu của mày hết về sau ra, anh ta đúng là kẻ ngốc. Nhưng tôi đã biết kế hoạch của họ là gì. Và họ đang muốn có những giấy tờ này. Họ sẽ không bao giờ tìm thấy những giấy tờ ở trong đây đâu. Nghe đi, tôi muốn thắt chặt an ninh của ngôi nhà của mình. Ngày mai tôi muốn có camera giám sát toàn bộ căn nhà này. Và tôi muốn một đội an ninh luôn triển khai ở xung quanh nhà tôi. Mày hết. Mày hết. Đối với một người phụ nữ, cuộc hôn nhân của cô ấy là ý nghĩa cả cuộc đời cô ấy. Nó thực sự có ý nghĩa rất lớn đối với cô ấy. Không ai hiểu điều đó đâu. Mày hết. Cuộc sống của em đã bị quỷ hoại. Em phải làm gì đây? Sau ra Khanna đã quỷ hoại cuộc đời của em rồi. Đừng lo mày hết. Em chưa bao giờ có bạn trai. Em chưa bao giờ uống rượu. Em chưa bao giờ đi vũ trường. Em chưa bao giờ có niềm vui trong cuộc đời mình. Em đã nghĩ rằng em sẽ dành trọn đời bên chồng và em sẽ tận hưởng cuộc sống của mình với anh ta. Nhưng sau ra Khanna, anh ta đã quỷ hoại cuộc đời của em. Anh ta đã rời bỏ em. Anh ta bỏ rơi em rồi. Em biết phải làm gì đây? Không đâu mày hết. Mọi thứ đều ổn. Không có gì ổn hết. Không đâu mày hết. Anh biết gì không? Em là một người phụ nữ già dột. Em hối hận vì đã cưới anh ta. Em đã chọn sai sau ra thay vì anh. Này cầm lấy khăn đi. Có vẻ như hôm nay em đã có một cuộc sống mới. Nhưng bây giờ em sẽ không rơi nước mắt vì anh ta nữa đâu. Vậy là đủ rồi. Em đã quyết định rằng từ giờ trở đi em sẽ tận hưởng cuộc sống của mình. Hôm nay hai chúng ta sẽ cùng say và còn gì nữa? Nhảy thôi. Nào, được rồi, đưa đây. Không, cái này là của em. Anh kiếm cái khác đi. Cái này là của em. Em sẽ kiếm cho anh một cái khác. Này anh bạn. Gì thưa cô? Lấy cho tôi một chai rượu. Đây. Cái này là của anh. Hãy uống nó và khiêu vũ đi. Đầu tiên hãy uống cái này và say nào. Sau đó chúng ta sẽ khiêu vũ. Không mê hết. Anh sẽ không uống. Em chắc chắn có thể say. Anh sẽ chăm sóc cho em. Gì cơ? Đúng. Anh sẽ không uống sao? Anh là một kẻ hèn nhát. Anh không uống rượu. Anh đúng là kẻ hèn nhát. Anh nên uống. Nếu không thì... Được rồi. Anh sẽ uống. Đừng khóc. Em trông không ổn khi khóc. Được rồi. Anh sẽ uống. Mày hết. Anh sẽ ở lại với em. Anh sẽ luôn ở bên cạnh của em. Mãi mãi. Gì đây? Anh đang di chuyển chiếc xe sao? Thưa ông, chỉ vì ông cho tôi ít tiền, ông có thể bắt tôi làm theo ý của ông sao? Nếu cảnh sát đến đây, họ sẽ hủy giấy phép của tôi. Ông có thể cho tôi biết ông muốn đi đâu hoặc có thể về nhà được không? Giờ thì hãy xuống đi. Cả hai đang làm khó cho tôi đó. Này, hãy xuống đây.
Ồ, anh ấy thật phiền phức. Này anh bạn, hãy lên xe và ngồi đó, chờ tôi đi. Tôi sẽ trả cho anh gấp đôi. Đây, giữ lấy số tiền này đi. Về lên xe. Nếu anh ấy cứ uống rượu suốt đêm như thế này, có thể sẽ chuyển toàn bộ tài sản cho em đó. Bé, tập trung vào kế hoạch của chúng ta. A Chia hoàn toàn say. Đi, đây là cơ hội tốt. A Chia, em phải nói rằng việc chiếm đoạt tài sản của Sau Ra là điều tuyệt vời nhất mà anh đã từng làm. Thật tốt khi anh đã kiểm soát mọi thứ. Anh thật sự thông minh. Cảm ơn em đã khen. Cảm ơn em rất nhiều. Anh muốn cho Sau Ra thấy rằng anh ta chẳng là gì khi không có cái gì hết. Anh ấy đã từng hành động thông minh. Anh ta đã quá tự hào về tiền bạc của mình. Đúng, anh ta đúng là một thằng nhóc hư hỏng. Trên thực tế, anh ấy vẫn như vậy. Nghe đi, Sau Ra là một người rất thông minh. Anh ta sẽ cố gắng một lần nữa để có được tài sản đó. Vì vậy, vui lòng giữ kỹ tài sản của anh nha. Vâng, anh biết một nơi an toàn nhất để giữ số giấy tờ đó rồi. Tin tưởng anh đi, sẽ không ai có thể tìm ra đâu. Anh đã giấu chúng ở đâu vậy A Chay? Nơi đó là... Nói cho em biết. Không, nói cho em biết đi mà. Nikita, Nikita đã giữ toàn bộ giấy tờ rồi. Nikita, gì chứ? Đúng, đó là lý do tại sao anh nói rằng sẽ không thua Sau Ra. Không ai có thể tìm thấy giấy tờ đó. Điều đó có nghĩa là bây giờ Nikita đang giữ toàn bộ giấy tờ phải không? Đúng, cô ấy là một mụ phù thủy. Cô ta thậm chí sẽ không cho anh biết giấy tờ đang ở đâu. Cô ta rất gian xảo. Vậy là một con cáo già. Mày hết, đã quá muộn rồi. Đi nào, chúng ta về nhà thôi. Anh sẽ đưa em về. Đi thôi. Về nhà, về nhà. Nikita đã giữ toàn bộ giấy tờ sao? Karuna không trả lời cuộc gọi của tôi. Kanta cũng không trả lời cuộc gọi của anh. Họ cũng không ở chỗ ông Kurana. Họ đi đâu? Có thể vợ của anh cũng đã chán cái anh rồi, nên đã kiếm một chàng trai trẻ hơn. Không, ý của em là có thể đã nộp đơn cho cảnh sát. Im miệng lại đi Ravi. Em có nói gì sai đâu. Chúng ta có nên để anh ta ở ngoài nhà của Bambi không? Đợi một chút để tôi suy nghĩ đã. Mày hết, chị Vân đã gọi rất nhiều lần rồi. Chúng ta nên trở về nhà sớm thôi. Đúng, Sau Ra, Harris cũng đã gọi cho ta rất nhiều lần. Vì vậy chúng ta phải nhanh chóng về nhà thôi. Tôi có ý này, nhưng nó hơi rủi ro và hơi khó xử một chút. Nó là gì thưa ông? Chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì, mạo hiểm một chút cũng không sao. Nghe đi, Ajay đã nói Nikita giữ toàn bộ giấy tờ. Vì vậy, chỉ cần mê hết vào được ngôi nhà đó thì chúng ta có thể lấy được. Điều đó là không thể thưa ngài. Cô ấy có thể vào được, nhưng Nikita là một người rất nguy hiểm. Nếu làm điều này, mê hết sẽ phải mạo hiểm rất nhiều. Đúng, chúng ta có thể để mê hết gặp Ajay ở bên ngoài ngôi nhà, vì Sau Ra luôn ở bên cạnh con bé. Nhưng nếu mê hết vào nhà của Ajay, điều đó không được đâu ông Kurana.
Được thôi, tôi sẽ không ép buộc mọi người làm điều đó. Chắc chắn là Nikita đã giữ toàn bộ giấy tờ rồi. Vì vậy chúng ta sẽ phải vào bên trong để lấy giấy tờ. Và bây giờ là cơ hội của mày hết. Những người cung cấp thông tin của tôi đã nói với tôi rằng công ty bảo vệ sẽ thiết lập cho Nikita một hệ thống an ninh tại nhà của cô ta. Điều đó có nghĩa là cô ta đang nghi ngờ chúng ta. Thứ hai, giấy tờ chắc chắn đang nằm trong căn nhà của Nikita. Vì vậy, chúng ta không thể lẻn vào ngôi nhà của cô ấy. Nhưng bê hết vào trong nhà của họ thì rất dễ dàng. Không đâu, đừng nghĩ về điều đó. Chúng ta sẽ nghĩ ra một kế hoạch khác. Ông Kudana, tôi sẵn sàng. Mẹ hết, con sẽ vào trong. Con mất trí sao? Nghe đi, rủi ro càng lớn thì phần thưởng càng lớn. Chúng ta sẽ phải chấp nhận rủi ro nếu muốn giành chiến thắng. Bây giờ hoặc không bao giờ. Mẹ hết, Bami và Nikita sống ở đó. Đừng mong đợi họ sẽ chào đón em với những bông hoa. Sẽ có bất cứ điều gì xảy ra với con. Cô ơi, sao ra? Nghe đi, em sẽ vào nhà, nhưng không phải là theo cách mọi người nghĩ đâu. Em có một kế hoạch. Nó sẽ hơi bất ngờ một chút. Gì? Em đã ở đâu? Anh đang trở nên đản trí rồi sao? Em đã nói là em đến đền. Vậy sao? Nói cho anh biết điều gì khiến em bận đến mức không thể trả lời cuộc gọi của anh được hả? Nói đi. Có chuyện gì với anh sao Chi Vân? Em không trả lời cuộc gọi trong khi em ở ngôi đền. Vì em đang cầu nguyện mà. Sao cũng được. Này Kanta, sao tôi có cảm giác rằng cô không đến đền thờ? Hãy cho chúng tôi biết vấn đề là gì. Đừng nhìn tôi kiểu đó chứ. Vấn đề là tôi không muốn nhìn thấy mặt của một số người ở trong ngôi nhà này của tôi. Mẹ hết của tôi đã yêu nhầm một chàng trai, và đó là lý do tôi phải đến đền để cầu nguyện cho nó có thể. Kanta, đó không phải là cách để nói chuyện với mọi người. Em không biết xấu hổ sao? Đó không phải. Anh nói đúng đó Chi Vân. Cả Kanta và mẹ hết đều không biết xấu hổ là gì đâu. Em yêu. Vậy thì em cũng đã ở đâu? Em, Harit, hãy để em nói. Karuna đã đi tìm sâu ra, vì chắc chắn bây giờ con trai của hai người đang nằm ở đâu đó trong tình trạng say khướt, phải chứ? Chúng tôi phải làm gì? Nếu như sâu ra của tôi không kết hôn cùng Behet, thì chúng tôi cũng đã không rơi vào hoàn cảnh này. Behet là... Thôi thôi thôi, dừng lại đi, vào trong. Anh không nhìn thấy sao? Karuna, chúng ta vào trong đi. Khoan đã, em còn chưa nói hết mà. Em không sợ cô ta đâu, đừng lôi em, Harit. Ôi chúa ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đầu tiên là sâu ra về Behet, giờ đến Kanta và Karuna. Chúng ta sẽ không bao giờ có được bình yên. Chờ ơi, hãy làm gì đó đi. Đầu tiên là chúng ta đã bị cướp tấn công. Sau đó chúng ta đã trải qua mọi thứ. Giờ đây, các thành viên trong gia đình chúng ta lại bắt đầu trở mặt với nhau. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì các thành viên trong gia đình chúng ta sẽ sớm giết hại lẫn nhau. Behet và sâu ra đã trở lại chưa? Chưa. May mắn là họ chưa về. Nếu không, đây không chỉ là cãi nhau thôi. Chiến tranh sẽ xảy ra ở đây đó. Khi em chuyển đến nhà của Achei, em sẽ không gặp được anh. Cho đến khi chúng ta lấy được tài liệu. Tốt đó. Anh sẽ là động lực để em hoàn thành nó. Nhanh chóng lấy tài liệu ra. Anh đang quan tâm đến tài liệu, chứ không phải là em. Anh sẽ ở bên em bất cứ khi nào. Chỉ cần em gọi. Cho dù ông Kurana có la mắng, dây an ninh ở chỗ đó có chặt chẽ đến cỡ nào, anh cũng sẽ đến. Nhân tiện thì em không ở đó một mình. Cô Kanta cũng sẽ đi cùng em. Sao có thể chứ? Giờ về xem những gì anh có thể làm. Sao ra, em yêu anh. Mì hết, hãy nhớ điều này. Em là cuộc đời của anh.
tại sao hắn có thể làm phiền chúng ta ngay cả lúc ngủ? Thôi nào, gần sáng rồi, chúng ta phải về nhà. Mẹ hết, hãy vào phía sau đi. Dễ dãi giờ ngủ được chứ? Em không muốn ngồi cạnh anh ta. Gì? Đó là kế hoạch của chúng ta. Được rồi, hãy vào trong đi. Mẹ hết, hãy bảo trọng. Nếu Hà Chê cố gắng đến gần em, hãy đánh anh ta. Anh hy vọng em có thể tìm thấy giấy tờ sớm. Về nhớ đó, đừng liều mạng. Nếu em không thích kế hoạch này thì không sao, chúng ta có thể bỏ. Không, bây giờ chúng ta không thể lùi bước được. Sao ra? Chờ một chút, em quên mất cái gì đó. Gì? Mẹ hét và sau ra vẫn chưa về. Chúng ta đã thức cả đêm, nhưng tới giờ họ vẫn chưa về. Sao các con lại lo lắng? Sau một thời gian dài, chúng mới có thời gian ở bên cạnh nhau. Vậy thì tại sao các con lại lo lắng? Ta nghĩ bây giờ chúng đã ở bên nhau. Họ không trả lời điện thoại của tôi. Chúng ta có nên gọi cho ông Kurana không? Sao ra? Con đã ở đâu? Sim, tình trạng này của con. Mẹ hết đã cho con ăn uống gì chưa? Vậy tại sao nó không đi cùng con? Gì? Sao mẹ hết của tôi lại có thể không chăm sóc chồng của nó được chứ? Nhìn tình trạng của cậu ấy đi. Cậu ấy đang say xỉn. Giữ im lặng đi canh ta. Em không thể giữ im lặng được. Mẹ hết của em đang ở đâu? Sao con biết chứ? Tại sao không đi hỏi bạn trai của cô ta? Sao ra? Anh đang nói gì vậy? Bạn trai của nó? Ý con là gì? Con đang nói gì vậy sao ra? Con đang nói sự thật. Cô ấy đang ngoại tình với anh ta sau lưng con. Nhìn đi, con đã dịch trần cô ta. Ồ, giờ thì con đã hiểu.
Có phải giờ này mới hét vẫn chưa giờ không? Wow! Wow! Phải nói là mê hét là một người giỏi bịa chuyện. Nhưng làm sao cô ta có thể hèn hạ đến mức đó? Kinh tởm! Harris, anh đã nghe thấy chưa? Bây giờ à cũng biết những gì mê hét đã làm rồi. Tôi tự hỏi mê hét đã làm gì suốt đêm qua chứ? Cô ta đã ở với ai? Đừng nói xấu cháu gái của tôi, Karuna! Chỉ để che đậy cho khuyết điểm của Sauda mà bà ta đã nhận chuyện về cháu gái của tôi. Hai người làm ơn hãy ngừng tranh cãi đi. Thay vào đó hãy giải quyết những khác biệt của hai gia đình. Nếu cứ như vậy thì tình hình này sẽ càng tệ hơn. Này Dolly, làm thế nào cô có thể mong đợi tôi sẽ giữ im lặng trong khi cô ta đang xúc phạm cháu tôi? Đồ nói dối, đồ lưu manh. Nói cho tôi biết, mê hét của tôi ở đâu? Tôi không biết cô ta đang ở đâu. Tôi không phải là kẻ nói dối. Nhưng cháu gái của cô mê hét là một kẻ phản bội. Hiện tại chỉ có tôi biết sự thật về cô ta. Nhưng rất sớm thôi, cả thế giới này đều sẽ biết bản chất của cô ta. Tin tức sẽ lan truyền khắp nơi. Dừng nói những điều vô nghĩa đi. Mê hét sẽ không làm điều đó sâu ra. Mê hét rất yêu anh. Em chỉ chấm một điều rằng đã có hiểu lầm. Nhưng bạn trai của mê hét là ai? Đúng sao ra? Nói đi, hãy nói cho chúng ta biết anh ta là ai. Nếu không, Kanta và Karuna sẽ không bao giờ ngừng tranh cãi. Được thôi, mê hết đã qua đêm cùng Ache. Và tôi hoàn toàn chắc chắn rằng cô ấy vẫn ở bên Ache cho đến sáng nay. Nếu như mọi người không tin tôi, hãy đến nhà Ache. Chắc chắn họ ở đó. Tốt thôi, chúng ta sẽ đến đó, xem ai sợ ai. Được chứ, ta hy vọng là con đã sai. Tới lúc đó ta sẽ cho con một trận. Nào đi thôi, chúng ta cùng đi. Đi thôi, chúng ta sẽ đi xem. Ache sắp dậy rồi. Sao ra tại sao lâu như vậy? Ache, ra đi. Ache, đi ra ngoài. Có chuyện gì với các người vậy? Tại sao lại đến đây quát tháo? Hãy dừng màn kịch này lại đi. Gọi con trai của bà ra đi. Gì? Anh không còn sở hữu nơi này nữa. Vì vậy đừng ra lệnh cho tôi. Hơn nữa, Ache của tôi đang ngủ. Vậy thì đi đánh thức anh ta đi. Nếu không tôi sẽ đá cho anh ta một trận. Đi kiểm tra phòng của anh ta đi. Xem anh ta có ở trong đó không. Đợi đã, tôi sẽ kiểm tra. Ache không có ở nhà. Thằng bé chắc chắn đã xài khước ở đâu đó rồi. Sau ra, Ache đang cố tán tỉnh mê hết. Vì anh đang gài bẫy anh ta. Nikita nói dối, cô ấy đã mua nhỏ mê hết. Được thôi, tôi sẽ cho cô biết vấn đề là gì. Cô nghĩ rằng tất cả mọi người ngoại trừ cô và mê hết đang nói dối sao? Kanta, tại sao cô lại không chấp nhận rằng mê hết đã bỏ sâu ra để chạy theo Ache, con trai của Mami hả? Ache đã dụ dỗ con dâu tôi. Bà đang nói gì về Karuna? Cấm miệng lại. Im đi, đừng nói thêm bất cứ thứ gì. Các người có thể về nhà, về kỳ đối với nhau. Nhưng hãy cho tôi biết con trai của tôi đang ở đâu. Mẹ hét để đưa con trai tôi đi đâu. Hãy ghi nhớ một điều. Nếu có chuyện gì xảy ra với con trai tôi, thì tôi sẽ không bao giờ. Điều tồi tệ nhất đã xảy ra rồi. Họ đang lãng mạn với nhau. Hãy tự đi xem. Thank you.
ai đang đỡ ở trong xe lâu như vậy? Mình sẽ đi kiểm tra. Và nếu tôi tìm thấy mày hết đi cùng với Hà Chi thì tôi sẽ không bao giờ để yên cho họ đâu. Này, bà đang đưa ra một quyết định mà không hề nhìn thấy sự thật. Hai người đừng tranh cãi trong nhà của tôi. Đầu tiên, hãy đi tìm A-Chay. Thưa bà, anh A-Chay, anh ấy. Sao, có chuyện gì? Có chuyện gì với A-Chay sao? Không, A-Chay đang ở dưới mày hết. Đi, chúng ta sẽ đi kiểm tra. Mì hét, cô đã phản bội tôi. A-Chay tên lưu manh. Em, A-Chay nói là sẽ đưa em về nhà. Nhưng người tài xế đó đã thả chúng tôi ở giữa đường. Sau đó A-Chay đã lái xe và nói là sẽ đưa tôi về nhà. Sau đó thì... Cô đang nói gì chứ? Con trai của tôi sao có thể yêu kẻ thù được? Sao nó có thể ngu ngốc vậy? Mẹ ơi, làm thế nào mọi người đã đến đây? Không phải anh đã lái xe đưa chúng ta về nhà sao? Ôi Chúa ơi, anh đã lái xe khi anh say. Đó là thói quen ngu ngốc. Nhìn đi, tôi hy vọng mọi người nhận ra mẹ hết đã làm gì. Cô ấy đã bỏ rơi chồng của mình. Ôi sâu ra của tôi, và cô ta đã đến bên cạnh của anh chàng ngu ngốc này. Này mới hết, cháu đã mang sự xấu hổ đến cho cả gia đình chúng ta. Có chuyện gì với cháu vậy? Làm sao cháu có thể bỏ sâu ra? Ngừng gây rối ở đây đi. Đây không phải là nhà của các người. Không giống như tất cả các người, chúng tôi có danh tiếng. Chúng ta hãy vào trong nhà và nói chuyện. Đi thôi A-Chay. Mọi người đã nhầm rồi. A-Chay chỉ đơn thuần muốn cứu con thoát khỏi sâu ra thôi. Sau đó anh ấy định đưa con về nhà. Nhưng vậy thì tại sao hai người lại ở đây? Có phải anh ta đã quên nơi cháu ở không? Trên thực tế thì tôi đã uống say khi lái xe. Cấm miệng lại đi. Không thể tin được. Tôi đã bị buộc tội vì là kẻ say rượu. Và đây, vợ của tôi lại đi cùng kẻ say rượu suốt đêm qua. Mẹ hết, cô có thể nói với tôi rằng cô muốn uống và tôi cũng có rượu. Tại sao cô lại uống rượu cùng anh ta? Tôi không thể sống dưới một mái nhà với một người phụ nữ như vậy. Tôi sẽ rời khỏi ngôi nhà đó. Sau ra, tại sao chúng ta phải rời khỏi ngôi nhà? Mẹ hết đã lừa dối con. Vì vậy cô ta phải rời đi. Đầu tiên, cô ấy đã giao toàn bộ tài sản của chúng ta cho kẻ thù chúng ta là A-Chay. Và bây giờ cô ấy đang có mối quan hệ với anh ta. Mẹ hết đây không phải là một phần trong kế hoạch của cô và A-Chay đó chứ? Hai người đã lên kế hoạch sao? Chị Vân hãy lên tiếng. Quyết định đi, đó là lỗi của ai thì người đó sẽ phải rời khỏi đây. Mày hết, quả là sâu ra. Ai là người có lỗi đây? Nếu là lỗi của mày hết thì hãy đuổi cô ta đi. A-Chay, tôi luôn muốn mày hết kết hôn với anh. Nếu hai người thật sự yêu nhau thì hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ ủng hộ hai người. Hãy nói cho tôi biết, liệu anh có thể để mày hét vào nhà của anh hay không? Trả lời tôi đi A-Chay. Đủ rồi. Mọi người không cần phải lo lắng cho con đâu, không cần một ai hết. Con đã sống sót cho đến bây giờ. Con sẽ tự lo cho bản thân. Đủ rồi đó mày hét.
chỉ vì anh không nói bất cứ điều gì. Em có thể làm điều này sao? Còn mấy hết, ngừng gây rối đi. Về nhà, chúng ta sẽ về nhà. Đừng hòng thốt ra những lời đó trước mặt ta một lần nữa, hiểu chứ? Đi thôi, chú ơi. Con là con rể của gia đình chú. Vì vậy con muốn yêu cầu chú hãy đuổi người đàn bà này đi. Cấm miệng. Đủ rồi đó. Ta cũng không muốn nghe bất cứ điều gì mấy hết nói. Vậy ta cũng sẽ không để cho cháu làm vậy sau ra. Chỉ cần trở về nhà và giải quyết chuyện này với nhau. Tốt thôi, nếu sau ra ở trong ngôi nhà đó thì tôi sẽ rời đi. Đó là nhà của mẹ hết. Vì vậy con bé sẽ ở lại đó. Thật không thể tin được Ravi. Anh không quan tâm đến đúng sai. Chỉ vì người có lỗi là mẹ hết. Hơn nữa anh đang nhà bán chúng tôi. Chúng tôi đã mất nhà vì sự ngu ngốc của mẹ hết. Và kẻ thù của chúng tôi lại đang tận hưởng cuộc sống của sau ra. Còn cháu gái của anh thì lại đang phản bội sau ra. Mặc dù như vậy, anh vẫn đứng về phía của con bé hay sao? Dừng lại đi. Chúng ta không muốn thảo luận bất cứ vấn đề gì nữa. Mẹ hết đã sai vì cô ấy đã bỏ tôi. Hãy để cô ấy đi kiếm Achi giúp đỡ đi. Achi sẽ không giúp cô ta. Achi để hẹn hò với rất nhiều cô gái. Nếu như thằng bé phải chịu trách nhiệm cho những cô gái đó, vậy thì chúng tôi phải chứa biết bao nhiêu cô gái mà nó đã quen biết chứ. Mẹ ơi, con đã làm rất nhiều thứ mà mẹ yêu cầu rồi. Vậy thì hôm nay mẹ phải lắng nghe con. Mẹ hết sẽ ở lại với chúng ta trong ngôi nhà này. Và con sẽ cưới mẹ hết. Bất cứ ai muốn chia rẽ mẹ hết với con sẽ bị đuổi ra khỏi ngôi nhà này. Và mẹ đã từng muốn con kết hôn với mẹ hết. Vậy thì bây giờ mẹ hết muốn ở trong nhà chúng ta thì có vấn đề gì? Con biết chúng ta đã sử dụng thủ đoạn để có được tất cả những thứ này, nhưng cũng là nhờ có mẹ hết.